Cái tên đầu tiên có thể nhắc tới là tiền đạo Lê Thanh Bình của FLC Thanh Hóa. Cầu thủ 22 tuổi không phải là gương mặt xa lạ trong màu áo tuyển, khi anh từng được nhiều lần được triệu tập vào đội tuyển U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Miura trước đây và huấn luyện viên Hữu Thắng hiện tại. Trong trận giao hữu giữa U22 Việt Nam và U20 Argentina vừa qua, Thanh Bình cũng được bố trí thi đấu trọn vẹn cả 90 phút. Một tiền đạo khác cũng tên là Thanh Bình, một người Thanh Hóa khác cũng là ứng cử viên thay thế cho Hà Đức Trinh là Đinh Thanh Bình. Cầu thủ của Hành Gia Lai vừa trải qua một vòng chung kết U20 thế giới thi đấu tương đối ấn tượng khi xuất hiện trong cả 3 trận đấu cùng U20 Việt Nam. V-League 2017 mới là mùa giải đầu tiên Thanh Bình được đăng ký thi đấu ở đội 1 của đội bóng Phú Núi. Cũng vừa trở về từ vòng chung kết U20 thế giới, còn có tiền đạo Trần Thành. Cầu thủ người Huế cũng đã góp mặt trong cả 3 trận đấu vòng bảng vừa qua cùng U20 Việt Nam. Chính Trần Thành là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất giúp U19 Việt Nam giành chiến thắng trước Bahrain trong trận tứ kết vòng chung kết U19 châu Á 2016. Gương mặt tiếp theo có thể được nhắc tới là tiền đạo Hà Minh Tuấn. Ở mùa giải này, cầu thủ 26 tuổi đã có được 3 bàn thắng sau 12 trận ra sân cho Quảng Nam FC. Trong quá khứ, Hà Minh Tuấn từng góp mặt trong các đội tuyển trẻ quốc gia, tham dự các giải đấu trong khu vực. Thi đấu ấn tượng ở các giải trẻ từ U11, U13 đến U21, nhưng Võ Lý lại không có duyên trong các màu áo đội tuyển khi anh chưa từng được triệu tập lên bất kỳ đội tuyển trẻ nào. Tuy nhiên, với những người thường xuyên theo dõi giải hạng nhất quốc gia, cái tên Võ Lý có lẽ đã trở thành thương hiệu. Ở mùa giải năm nay, Võ Lý đã có được 2 bàn thắng sau 7 trận ra sân cho câu lạc bộ bóng đá Huế.